Kính thưa linh hồn cụ Phêrô, kính thưa ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, kính thưa các quý khách xa gần, hôm nay giáo xứ nhà gia đình tang quyến có người cụ, người ông, người cha đã lìa cõi thế về với Chúa nơi thiên đàng. Hội đồng mục vụ giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ vô cùng thương tiếc, thật là vô cùng xúc động. Từ nay gia đình mất những người cụ, người ông dạy bảo, tối sớm giáo xứ mất đi một thành viên, một cụ già rất gương mẫu. Cụ luôn luôn chăm lo công việc giáo hội qua giáo xứ, như cụ đã làm hội đồng mục vụ từ năm 1984 đến năm 1990. Trong những thời gian cụ công tác hội đồng mục vụ giáo xứ, lúc bấy giờ còn là giáo họ, cụ luôn luôn phấn đấu cùng với gia đình, cùng con cái đóng góp để xây dựng giáo họ nay đã thành giáo xứ. Đứng trước linh hồn cụ đây, thay mặt cho hội đồng giáo xứ xin chia buồn sâu sắc tới gia đình. Thật là từ nay trong giáo xứ không còn nhìn thấy bóng cụ trên cõi trần này nữa. Vậy xin mời cộng đoàn giáo xứ nói riêng và cộng đoàn Đức Chúa nói chung hợp một ý cầu nguyện cho cụ. Nhân đây cha và con là thánh thần, amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thần thiên đường sáng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thần xuống đời nóng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và thấu được tin nên Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời sẽ ta cho Đức Chúa Thần xuống cho làm việc lớn trong cầu thì ngày chúng ta xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thần hãy cho nơi chỗ con làm việc hành vì công việc của cùng Đức Chúa Trời khi tôi là Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nhận thấy Cha ta sáng lên Cha chỉ đến như Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Chúng con mong nghe lời hứa phúc Đức Chúa Trời cùng vào và có hơn là hơn mọi người nữa và lấy sứ ban lòng và cùng phúc và con lạy Chúa, con lạy Chúa. Chúa mở cửa thiên đàng cho
Đức Chúa Giêsu cho tới trời, xuống thế gian đang mê ba lắm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì thầy chúng con xin cha rất nhân lành vô cùng, xin ra phần phạt cho linh hồn thế đô mới qua đời. Hôm qua bây giờ sau đây cho chi thêm lý cha thể hiện cho Đức Chúa trên trời. Chương trình xin mời một vị đại diện rồi là một vụ lên thắp nhang kính thưa xin mời. Dẫn cho cộng đoàn giáo xứ nghe đặt vòng hoa kính viếng hương hồn của xin mời ông trưởng hội gia trưởng xin ông đặt vòng hoa kính viếng lên rồi. Xin mời ông trưởng hội gia trưởng và giáo xứ lên có lời chia sẻ với gia đình. Kính thưa linh hồn Phêrô, cũng là hội viên của tàu hội gia trưởng giáo xứ, cũng là một vị ân nhân của hội gia trưởng, được tin Chúa cất cụ về với Thiên Chúa trong hội tổ hội chúng tôi hôm nay. Đến cùng gia đình trước hết có bầu hoa tươi có nén nhang thơm để dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa tha mọi trần phạt cho linh hồn cụ sống được về hưởng nơi thiên quốc, và cũng chia sẻ nỗi đau buồn này cùng gia đình và tăng quyến. Và chúng tôi cũng là người đại diện cho hội bác ái của giáo xứ, cũng có một chút trong tình bác ái của trong giáo xứ với số tiền là 280.000 đồng và số gạo là 66 kg, trong đó có hình sách kèm theo để lo gia đình lo hậu sự cho cụ. Vậy xin mong gia đình cũng nhận những phần nhỏ mọn của hội bác ái giáo xứ với chúng tôi. Và phần nữa cuối cùng cũng không biết gì hơn, cũng chỉ xin cầu nguyện Thiên Chúa cũng qua thánh tả Giuse là quan thầy của hội giao trưởng gia trưởng, và cụ cũng là một người con, cũng là một huynh đệ của thánh quan thầy, cũng xin thánh quan thầy bầu giúp cho cụ sống được về hưởng tôn nhân đi. Thánh Chúa cuối cùng xin chúc cụ để chia ly vĩnh biệt người anh em trong hội đoàn gia trưởng, cũng xin tất cả các hội viên cũng như toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ một phút mặc niệm để chiên nghi cụ, một phút mặc niệm. Phân hội của quân nhân xóm chín vô cùng xúc động khi nhận được giấy cáo phó của con trai của cụ là đồng chí Trần Văn Diễn báo tin con người cha sau một thời gian lâm bệnh. Mặc dù cụ đã được gia đình cháu con tận tình chăm sóc cứu chữa trong vì tuổi cao bệnh trọng, cụ đã chút hơi thở cuối cùng ra đi về với tiên tổ. Sau đây xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho câu lạc bộ hội chùa Vĩnh Yên thôn Chất Trung Một lên đặt vòng hoa kính viếng vào linh hồn cụ.
Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho câu lạc bộ của thóm chín nên là Tổng Hoa Xuân Yến. Được tin Chúa được gọi cụ ra khỏi thế gian này, với tình cảm gia đình và đây đoàn cũng mong trở về dân trần hương viếng cụ. Trong giờ phút trang trọng vĩnh biệt cuối cùng này để đưa tiếng cụ đi xa, mời đoàn trẻ tâm một phút mặc niệm bất đồng. Xin mời các đồng chí trong đoàn, chúng ta chuẩn bị vào nghi thức viếng cụ. Kính thưa hương hồn cụ Trần Văn Tình, kính quý, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa toàn thể tân quý khách, nhận được tin cụ Trần Văn Tình là nhạc cụ của đồng chí Nguyễn Văn Tiệp. Anh em chúng tôi gồm ba đoàn: đoàn hội đồng môn trường cấp 2 xã Văn Cẩm và hội đồng ngũ trung đoàn 458, cùng có các đồng chí là lãnh đạo và chiến sĩ trung đoàn 458 và trung đoàn 244 đặc khu Quảng Ninh. Nhận được tin này, đoàn trở về đây có vòng hoa tang, nén nhang trầm, xin thành tâm thắp trước linh sàng của cụ. Sau đây tôi xin mời đồng chí Nguyễn Văn Trách, cán bộ trung đoàn 458 lên thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Xin kính mời. Chương trình đã biến, xin mời một vị trong đoàn là đoàn đại biểu cho cán bộ và chiến sĩ trung đoàn 458 lên đặt vòng hoa kính viếng hương hồn cụ. Tiếp theo chương trình, xin mời một vị trong đoàn thay mặt cho hội đồng ngũ tháng 384 trung đoàn 244 đặc khu Quảng Ninh lên đặt vòng hoa kính viếng hương hồn cụ. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin mời một vị trong đoàn thay mặt cho hội đồng môn liên khóa 7880 trường cấp 2 xã Văn Cẩm là những người bạn học cùng với người con dâu của cụ là bà Nguyễn Thị Thơ và người con rể của cụ là ông Nguyễn Văn Tiệp. Sau đây xin mời một vị trong đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng hương hồn cụ.
Kính thưa hương hồn cụ, thế là từ nay anh em chúng con mất đi một người cha của anh em trong hội đồng ngũ trung đoàn 458 và trung đoàn 244 đặc khu Quảng Ninh, cũng như người cụ, người ông của hội đồng môn trường cấp 2 xã Văn Cầm. Để tưởng nhớ cụ trước lúc ra đi, tôi đề nghị các đồng chí trong đoàn một phút mặc niệm. Tôi rất là buồn người con trai của cụ. Hôm nay đoàn gặp được tin cụ nhà bà thế, với tình cảm quê hương, tình cảm người đồng chí, và các đoàn cùng nhau trở về trước linh tràng đặt vòng hoa tang và dân cầm hương hướng cụ. Trong giờ phút trang trọng vĩnh biệt cuối cùng này đã đưa tiếng cụ đi xa, mời đoàn để tâm một phút mặc niệm bắt đầu. Là tình cảm nhân người bạn với Bắc Kiệp, là người con của cụ ở trung đẳng đã trở về dân tộc hương kính điện. Kính thưa các bà, là tình cảm nhân người bạn với bà Tho ở đồi hai Đôn Nông. Hôm nay là nhận được tin cụ tạ thứ, giờ đây là cùng nhau trở về trước linh thẳng dân tộc hương dưỡng cụ. Kính thưa các ông, các bà, các bác, là tình cảm anh chị em trong tình xóm nghĩa làng, vui buồn sớm tối quây quần có nhau các bác. Ở quê hương xóm chính, thật là tình nghĩa quê hương, tình nghĩa của bà con trong tình xóm nghĩa làng, vui buồn sớm tối quây quần có nhau. Hôm nay đoàn gặp được tin cụ nhà bà thế, và các đoàn cùng nhau trở về trước linh thẳng dân tận hương những cụ. Thưa các ông, các bà, các bác, thật là bán anh em xa đã có láng giềng gần, vui buồn sớm tối quây quần có nhau. Hôm nay đoàn gặp được tin cụ nhà bà thế về với tổ tiên, với tình cảm của bà con trong cộng đồng khu dân cư sống chính, và các đoàn cùng nhau trở về dân tận hương những cụ. Trong giờ phút tứ biệt cuối cùng đã đưa tiếng cụ y sang, mời đoàn đã tâm một phút mặc niệm bắt đầu.
là hoa thắm màu. Ơn nghĩa mẹ cha nào ai không nhớ trong lòng. Từng ngày lòng đông, cha mẹ vất vả trong chiều, một đời thương đau. Của đoạn chuyên nhạc Nam Giáo Sứ Mỹ Đình xin bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Phêrô Trần Văn Đình, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa toàn thể các quý khách, nhận được tin Chúa gọi mời gọi cụ rời khỏi thế gian hôm nay để buổi tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng long được long trọng. Giờ phút này đoàn kinh nhạc Nam Giáo Xứ Mỹ Đình đến thắp tỏa nhang hương thay lời kinh nguyện, anh em xin gửi tới cụ bản tình cha để nói lương công cha nghĩa mẹ sinh thành trước giờ ly biệt. Xin bắt đầu. Tất cả các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy để buổi lễ được.
Kính thưa Văn Minh Hồn cụ Phêrô Trần Văn Tình, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, giữa lúc cán bộ và nhân dân trên địa bàn thôn nhà đang tập trung ngoài phương tiện nhân lực ra đồng thu hoạch lúa thôn và chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2017 đạt thắng lợi, thì đột ngột nhận được tin buồn của trưởng Nam là ông Trần Văn Tĩnh báo tin có người cha là cụ Trần Văn Tình sinh năm 1936 tại xóm 9, thôn Chất Trung 1, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được các thầy thuốc đông tây và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song vì tuổi cao bệnh trọng không qua khỏi, cụ đã từ trần vào hồi 14 giờ ngày 1 tháng 6 2017, tức 17 tháng 5 năm Đinh Dậu. Cụ Huỳnh Thọ 81 tuổi. Nhận được tin đau buồn này, các ủy đảng, ban lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận thôn về tại gia đình thống nhất việc tổ chức lễ tang cho cụ. Các bước lễ tang được tiến hành như sau: lễ tang cụ Phêrô Trần Văn Tình được tổ chức theo tâm linh của người Công giáo. Lễ nhập quan được tiến hành vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2017. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14:30 ngày 2 tháng 6 2017 đến 6 giờ ngày 3 tháng 6 2017. Lễ an táng và đưa tang vào 6:30 ngày 3 tháng 6 2017. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các thành của các vị đại biểu đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đoan Hùng, Ban chấp hành hội người cao tuổi xã Đoan Hùng, các đồng chí đại diện cho các ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của thôn Chấp Trung Một, các cơ quan đơn vị liên quan, họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, bạn bè, thân bằng, cố hữu, bà con trong xóm ngoài ngàn cùng về dự. Thay mặt ban lễ tang, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho chi hội người cao tuổi lên thắp nén nhang đứng dậy. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho chi hội cựu chiến binh lên thắp nén nhang đứng dậy, xin kính mời. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho chi hội nông dân lên thắp nén nhang với sự ý mời. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho chi hội phụ nữ nên đặt vòng hoa và thắp nén nhang đứng dậy, xin kính mời. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho chi đoàn thanh niên nên thắp nén nhang đứng dậy, xin kính mời. Kính mời ông Bùi Văn Tạng, trưởng thôn, phó ban công tác mặt trận thôn nên thắp nén nhang và các đôi người cùng toàn thể gia đình ta quý, xin kính mời. Kính thưa hương linh cụ Trần Văn Tình kính mến, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể, các quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân,
Kính thưa gia đình Tăng Quyến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Hùng, Ban công tác Mặt trận thôn Chấp Chương 1 nhận được tin cáo phó của gia đình Tăng chủ trưởng Nam, ông Trần Văn Vĩnh báo tin có người cha là cụ Trần Văn Tình. Sau một thời gian cụ lâm bệnh, đã được gia đình cháu con tận tâm cứu chữa. Song do tuổi cao, bệnh trọng, sức yếu, cụ đã thút hơi thở cuối cùng vào hồi 14:20 ngày 1/2017, tức ngày 7/5 Đinh Dậu, cụ hưởng thọ 81 tuổi. Nhận được tin cụ qua đời, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Hùng, Ban công tác Mặt trận thôn Chấp Chương 1 cùng toàn thể nhân dân tề tựu bên linh cữu có vòng hoa tươi, nén nhang thơm, kính viếng hương hồn cụ, cầu chúc cho vong linh cụ được thượng lạc thiên thu và có lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể Tăng Quyến. Nhân dân cụ Trần Văn Tình sinh năm 1937 tại thôn Chấp Chương, xã Văn Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sinh ra và lớn lên dưới chế độ thực dân phong kiến, cụ luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng hợp tác xã qua các thời kỳ và cụ được hưởng huy chương kháng chiến hạng nhất của Thủ tướng Chính phủ. Đương thời, cụ luôn phát huy bản chất tốt, sống giản dị, lương thiện, khiêm tốn, thật thà, đoàn kết, có tinh thần tương thân tương ái trên cương vị là người chồng, người cha, người ông, người cụ. Chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương với nhân dân làng xóm, cụ luôn chia sẻ cảm thông và được nhân dân mọi người quý mến. Và hiện nay cụ là xã viên hợp tác xã, hội viên hội nông dân, hội viên hội người cao tuổi thôn Chấp Chương. Tại quá trình sinh có hạn tuổi bất kỳ, tuổi cao, bệnh cọc, cụ đã thút hơi thở từ việc có chồng, cụ mất đi để lại bao tiếc thương vô hạn cho các con, các cháu, cho gia đình và họ tộc. Mọi người cao tuổi mất đi một người hội viên cao niên đáng kính, bạn bè làng xóm mất đi một người lương hậu nghĩa tình. Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Song mong gia đình sớm ổn định về tư tưởng, biến đau thương bằng hành động việc làm để tập trung vào sản xuất, thu hoạch lúa phân và chuẩn bị cho công tác sản xuất vụ mùa năm 2017 kịp thời vụ. Chúc cụ về nơi cuối vàng, an đất ngàn thu, ô hô vĩnh viễn. Phần tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình nên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, thông gia, liên gia, kính thưa các cụ, ông, các bà, các bác, thôn Chấp Chương 1, xã Văn Hùng, cùng các ban ngành, các cấp xã Văn Hùng, hôm nay nhận được tin người bố của anh em chúng tôi tạ thế, được sự quan tâm của các ngành, các cấp và thôn Chấp Chương 1, xã Văn Hùng đã về đây tổ chức lễ viếng của bố chúng tôi, thật là long trọng. Thay mặt gia đình không biết nói gì hơn, chỉ cúi đầu xin cảm ơn các quý vị lãnh đạo, các ngành, các cấp. Trong gia đình có tang ra bối rối, có điều thiếu sót, xin mọi người lượng thứ. Xin lễ buổi trang lễ dành cho cụ một phút mặc lễ bắt đầu.
chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý, xa gần, họ hàng, đồ ngoại tộc, các gia đình thân gia, nhân gia, bà con trong xóm làng đã về thăm hỏi, cúng dường, dự lễ an táng và đưa tiễn của phân hô trần văn tình về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong các tổ chức, quá nhiều điều thiết thiết, gia đình và ban tổ chức kính mong được nhiều giới thiệu. Và hôm nay niềm tin ấy, cộng đoàn chúng ta cùng với con cháu, chúng ta sẽ tuyên xưng với cụ trong mái ấm gia đình của cụ đây lần cuối cùng. Con lấy tin vào Thiên Chúa và Người sẽ nâng đỡ con. Con lấy cứ thẳng đường và hy vọng vào Người. Con lấy kính sợ Người và bền vững mãi như thế. Sơn cao vào từng ngoài tùy hương quyến mà lòng thương mến, từng cha như đuốc rọi cao trên đường, đuốc soi thâm hồn dắt con trên đường, ơn cha như bóng cây xanh cha tha thiết, lòng cha âu yếm, ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn,
người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc bên thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn bởi bao năm trường. Ơn cha như thái sơn cao vời, như đuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi. Tình cha than, lòng cha mênh mông hải hà như vậy, nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn để cha vui trong quãng đời còn lại. Được kiên cố ra đi.
hôm nay là thứ bảy đầu tháng, ngày con sụp đã đi về sở Đức Mẹ Maria, cùng ra đi theo tiếng gọi thỉnh thương của Chúa, và hôm nay bù lại ra đi nơi lòng Đức Mẹ thân yêu vào ngày kính nhớ và nhất là con sủng trái tim về sản Đức Mẹ. Rồi chúng ta thấy đó là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa đối với cô chuột Phêrô, mà hôm nay anh em linh mục chúng tôi cùng về đây để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cô chuột Phêrô. Nguyện xin Chúa nhân từ thương xót và thánh lễ cộng đồng dân hiến trên bàn thờ hôm nay, nhất là qua công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu Kitô, đấng chịu nạn, chịu chết và sống lại vinh quang để cứu độ nhân loại chúng ta. Và đặc biệt là hôm nay trong của lễ dâng lên Chúa trước bàn thờ đây chính là thi hài của cụ chuột Phêrô, để dâng lên Chúa cùng với của lễ cộng đồng trên bàn thờ này để xin Chúa thánh hóa, xin Chúa thánh tẩy linh hồn của Phêrô, để cụ chuột Phêrô sớm được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Đồng thời xin Chúa an ủi toàn thể đại tam gia trong giây phút đau buồn này, cũng như xin Chúa an ủi bà con và thánh thần. Nguyện sẽ ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành cầu nguyện thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã đem tôi nhiều trong thơ thương lời nói hiền lành và những điều thiếu sót. Lối này tôi, lối này tôi, lối này tôi mãi lành. Tôi xin Đức Mẹ Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cùng thật cầu cho tôi trước cả Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
Khi Maria chị của Lazaro đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy người và liền sấp mình xuống dưới chân người và nói: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu tổn thức xúc động, người hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa thầy, xin đến mà xem. Người Do Thái liền nói: Kìa xem, ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám đông nói: Ông ấy đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó
lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người cất tảng đá ra, Chúa Giêsu ngước lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhận lời con biết Cha hằng nghe lời con. Chúa của Chúa bạn và anh chị em, trong huyền thoại của Ấn Độ có còn lại cho chúng ta một câu chuyện của một bà lão mà người chồng yêu quý của mình vừa bị chết. Bà liền đến xin với một vị đạo sĩ là làm sao cho chồng của bà được sống lại. Vì đạo sĩ nói với bà rằng bà ấy đi tìm cho được một đấng nào từ một gia đình chưa bao giờ bị thần chết đến mặt. Nếu bà có thể xin được một đấng nào ấy chết hết không? Hôm nay chúng ta nhìn vào sự chết của cụ trùm Phêrô Trần Văn Tịnh, và chúng ta nhìn vào gia đình có tôn vi trật tự, con cháu đề về, chúng ta có thể nói với nhau rằng hiếu sinh tất hiếu tử, hiếu tử tất hiếu rể, hiếu rể tất hiếu lễ, hiếu lễ tất hiếu phúc, và hiếu phúc tất hiếu lòng. Khi chúng ta khẳng định được như thế thì sự chết đến với chúng ta không phải là một nỗi sợ hãi. Tuy nhiên không tránh khỏi sự sợ hãi cái chết với nhiều lý do. Có người ví sự chết giống như sự sinh hạ của một em bé. Một thai nhi nằm trong lòng mẹ ấm bụng không phải chỉ một khóa mà là hai khóa trong một đồng phục vụ giáo họ giáo sư. Và cụ là một người rất là hiền lành và đạo đức, nhất là cụ có lòng sùng kính, lòng Chúa thương xót. Khi nói đến đây, tôi cảm thấy là cha sở của quý ông bà và anh chị em rất hài lòng về đời sống của cụ Phêrô, và ngài quan tâm, ngài lo lắng cho thánh lễ an táng hôm nay được tăng trọng và mang lại thật nhiều ý nghĩa thiêng liêng cho cụ Phêrô. Đúng là hữu công tắc tưởng. Đặc biệt hơn nữa là cụ được Chúa gọi về với Chúa vào chính trong những ngày chuẩn bị kết thúc của mùa phục sinh, và vào chính ngày đầu tháng kính thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và phần lý do thánh lễ cho chủ đề đã gợi lên cho chúng ta một tâm tình đạo đức thiêng liêng trong niềm tin và tình mến. Thánh nữ Maria Malakoff được Chúa hiện ra khi chầu thánh thể, và Chúa hứa rằng tất cả những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và hướng lễ liên tục 6 lần thứ 6 tuần thánh, Chúa hứa Chúa sẽ cứu khỏi hình phạt đời sau. Văn hóa bình dân của chúng ta thường nói ra dâng cả tiền của và khích lệ con cái theo gương mình tiếp tục nối tiếp cái chương trình, cái công cuộc để xây dựng kiến tạo ngôi nhà vững tin. Trong tâm tình đó hôm nay, chúng ta thấy không phải chỉ có người nhà đưa viếng cụ, không phải chỉ có giáo dân bà con làng xóm láng giềng đưa viếng cụ, mà chính quý cha ở một số giáo xứ xa có gần có cũng quy tụ về đây theo lời mời của cha sở để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ chờ ngày sống lại. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta được nghe rất là rõ những lời lọt vào trong tâm, trong khối óc của mỗi người chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã phục hồi sự sống cho người con nai của một bà quá cảnh ta đi. Tức là này
chỉ là một trong rất nhiều những phép lạ được ghi nhận trong các sách phúc âm để chúng ta hy vọng, để chúng ta xác tín là Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Ngài có quyền trên sự sống và sự chết, và Ngài đã sống lại để đưa chúng ta đến với Ngài. Như lời Ngài đã nói, ta đi trước để dọn chỗ cho các con, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó với Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để chuẩn bị cho sự chết của mỗi người chúng ta, không chỉ tốt hơn là chúng ta hãy làm quen một cách liên tục với Đức Giêsu Kitô ngay từ bây giờ. Chúng ta hãy luôn luôn và liên lỉ gặp gỡ Đức Giêsu Kitô trong mọi công việc của giáo xứ giáo họ, trong sự cầu nguyện, trong việc đọc tin mừng, trong việc tham dự các bí tích và nhất là các thánh lễ bí sản. Chúng ta sẽ không còn sợ chết khi chúng ta đi vào con đường của Chúa Giêsu. Ngài đã nhập thể, đã chịu chết, đã sống lại và lên trời. Chính Ngài đã cho Đức Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho cụ chủ Phêrô. Thank you.
Oh,
nguyện xin Chúa mở lòng nhân từ trong ghi xét sở để linh hồn Phêrô được cứu độ và giải thoát khỏi bị phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được thắng chân trên lành trong cõi lòng, đưa về đoàn một cùng vua muôn đời để đáng hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về hưởng tôn nhan Chúa.
được sự quan tâm của quý cha sở, quý cha đại tế cùng quý thầy và quý hội đồng phục vụ, quý ban ngành, ban ca, ban kim nhạc, ban trống của hai giáo xứ Mỹ Đình, Chấp Trung đã về hiệp dân thánh tế cầu nguyện cho linh hồn Phêrô là ân nhân của chúng con. Thay mặt cho gia đình tăng chủ, con xin cúi đầu cảm tạ quý cha đồng tế, quý thầy. Tôi xin cảm ơn hội đồng mục vụ, quý ban ngành, quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể các đoàn dân chúa và nhân dân trong xóm ngoài làng đã về tại thánh đường giáo xứ Chấp Trung hiệp dân thánh lễ và đưa cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình xin được cảm tạ và cảm ơn trong giờ phút đau thương vô hạn này. Qua quá trình do con việc mai táng, cho cha chú chúng con không tránh khỏi sự kiếp đó, còn mong xin quý cha quý thầy cùng hội đồng phật vụ và các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, trong thôn nhà nương thứ và sau khi đưa cha chú chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng bổ yên bảo ấm, con xin được mời quý cha quý hội đồng phục vụ, quý ban ngành đoàn thể, quý vị đoàn kiên nhạc, đoàn cao đoàn và đoàn chống của hai giáo xứ cùng đoàn này cô dì chú bác lội qua gần xa trở về gia đình chúng con để gia đình chúng con có lời cảm tạ đến cha xứ cũng như mọi người trong bậc tiệc lễ hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình con xin cúi đầu cảm tạ tổ chức theo nghi lễ và tiễn đưa cha chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng của về nghĩa trang của quê nhà. Đi đầu là đội trống của Mỹ Đình, sau đội trống là thánh giá lên cao. Dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè, dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh miên diều nhỏ, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình.
chưa chấp tội xưa. Xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với tấm bánh chén rượu kết tinh từ cuộc đời, con thành tâm dâng nghi lễ. Đây muôn vạn lời kinh, đây lao nhọc đời mình dâng lên Ngài xin thương du tình. Cùng với bánh miên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời, mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè, dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh miên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh để thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Cùng với bánh miên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với bánh miên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Chăm tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Con vẫn thấy cha còn ở đây, vợ
con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ, và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm màu ngày. Ngày dài vui thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời. Để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi,
cha tôi nhìn tôi rằng: Cha ơi, từng ngày mất cha con dại thơ giống trẻ thơ, con dại thơ nhìn tháng năm trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật thôi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật thôi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con. Che giấu mặt người, cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con. Để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cuộc sống này
ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trong muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời cuộc sống hiện linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trong một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi.